Hello, hello, xin chào các bạn Hôm nay đó là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 15 và Việt Nam Nên các bạn đã bước qua ngày thứ tư rồi là ngày 16 Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều Giờ Cali các bạn Và trong video này chúng ta sẽ chủ yếu nói tới một số những cái thông tin nổi bật nhất hiện bây giờ Những gì mà các bạn cần nên biết Chúng ta sẽ đầu tiên nói tới tình hình tài chính nói chung Rồi sau đó chúng ta sẽ nói tới những cái thông tin trực tiếp liên quan đến trường crypto và thường cũng mới chỉ đăng một cái video chia sẻ về cái danh mục đầu tư và cái suy nghĩ của thuận về đầu tư crypto hiện tại nhưng mà nào mà chưa xem đó thì có thể xem cái video đó chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi thì ngày hôm nay có thể là nhiều bạn đã đọc được cái thông tin là chúng ta có một cái sự kiện đã xảy ra ở Ba Lan đó chính là sự kiện gì đó chính là chúng ta vừa theo thông tin là có hai cái quả tiện đã bắn vào Ba Lan và nước Ba Lan đó là một nước mà giáp biên giới với lời dù Ukraine thì đó là những gì mà chúng ta biết được thì bây giờ đó chúng ta vẫn chưa có rõ ràng là hai quả tuyển này đó là đến từ đâu có phải là đến từ nước Nga hay là đến từ Ukraine và cố tình hay là vô ý nhưng mà cái chúng ta biết được đó là hiện bây giờ đã có hai người bị thiệt mạng tại vì cái sự kiện này và điều mà mọi người lo lắng đó, hồi nãy thường chia sẻ chi tiết hơn với các bạn đó chính là Ba Lan là một trong những nước của NATO thì chúng ta đã biết là nếu như mà một nước của NATO đó mà tin tưởng là họ đã bị tấn công thì những nước còn lại đó sẽ tham gia vào cuộc chiến thì cuộc chiến này sẽ trở nên càng càng lớn hơn cho nên cái sự kiện này đã khiến cho rất nhiều người lo lắng trong thị trường tài chính hiện bây giờ nhưng mà đó, chúng ta có thể nhìn thấy được khi mà có cái thông tin này thì chúng ta đã thấy được là những cái chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đó đã có một cái đợt giảm xuống như các bạn nhìn thấy trên màn hình khi mà có thông tin này đó là chỉ số S&P 500 cũng giảm Chúng ta có thể nhìn thấy được là chỉ số Dow Jones cũng giảm luôn Và chỉ số Nasdaq cũng giảm luôn Còn về crypto đó thì các bạn thấy được cũng bị ảnh hưởng một chút Cách tay vào tới đồng hồ đó khi mà có thông tin liên quan đến cái sự kiện này đó thì cũng đã giảm xuống một chút Nhưng mà cuối cùng đó thì chứng khoán Hoa Kỳ ngày hôm nay kết thúc đó vẫn là màu xanh nha các bạn Tại vì chúng ta nhận được một cái thông tin là hiện bây giờ là thủ tướng ở Ba Lan đó là lên tiếng Và nói là sẽ không có gấp rút đưa ra bất kỳ một cái quyết định liên quan tới chiến sự nào hết đầu tiên hết á là sẽ điều tra thật kỹ cái sự kiện này cho nên hiện bây giờ là mọi người cũng đã đỡ lo hơn một chút tại vì hồi sáng này đâu đâu cũng nói là chết rồi chúng ta sắp sửa có cái chiến tranh thế giới thứ ba nhưng bây giờ mọi người cũng đã bình tâm trở lại hy vọng là chúng ta sớm nhận được cái thông tin liên quan đến ba lan và những gì xảy ra kế tiếp đó, nếu như có liên quan đến tài chính thì sẽ nhất định chia sẻ với các bạn nhưng mà đó là cái tình hình của hồi sáng này nhưng mà chúng ta thì rồi kết thúc đó chứng khoán vẫn tiếp tục là một màu xanh chúng ta nhìn vào pre market thì bây giờ thì không có nhiều cái sự thay đổi đâu các bạn chúng ta nhìn vào dầu đi thì dầu ở mức cũng tương tự ngày hôm qua là 87 đô cho một thùng dầu và còn về vàng đó thì sao vàng thì ở mức là 1784 cũng không có sự thay đổi nhiều so với ngày hôm qua crypto đó thì các bạn vừa thấy được là giá của BTC cũng bị ảnh hưởng một chút rồi sau đó chúng ta thấy được là giá đó vẫn ở mức là khoảng chừng là 16.000 đô hiện tại và hôm nay đó thực sự là họ phục lại thêm một chút nữa chúng ta đang ở rất gần cái mức là 17.000 đô và chúng ta có thể nhìn thấy được là cả thị crypto ngày hôm nay đó ở cái mức là tăng khoảng chừng 0,9% BTC đó thì hồi phục lại 1,7% những đồng khác thì hồi phục lại nhưng mà ít hơn BTC ngoại trừ là chúng ta có là Polygon Matic thì tăng 2,5% ngày hôm nay cho những đồng lớn và trước khi chúng ta nói tới một số những thông tin nổi bật nên nhất là những cập nhật mới nhất liên quan tới cái sự kiện FTX tại vì chúng ta cũng đã có cái thông tin đến từ Solana thì họ có những thiệt hại như thế nào liên quan đến cái sự kiện FTX này cũng như là những cái thông tin mới liên quan tới là bây giờ đã bước kế tiếp là đang xảy ra những chuyện gì và cũng như chúng ta nói tới là cái dự hát của sàn FTX đã đến đâu rồi và cuối cùng chúng ta sẽ không quên nói về cái thông tin liên quan đến cuộc phỏng vấn ở trên CBC uh, với lại Phó chủ tịch của Berkshire Hathaway, Charlie Munger Thì Charlie Munger chính là partner à, của Warren Buffett Và đương nhiên một trong những điều mà ông ta không quên nhắc đến đó chính là BTC Thì Charlie Munger đã, đã nói gì về Bitcoin ngày hôm nay Tất cả những này chúng ta sẽ nói tới trong cái video này Nhưng mà đầu tiên hết đó, chúng ta à, hãy nói tới một cái câu hỏi mà rất nhiều bạn hỏi Thuần Đó chính là thuận có thể nào mà chia sẻ làm sao để setup và sử dụng ví lạnh hay là không Thì hiện bây giờ đó Thuận không có video nào mới trong năm nay Nhưng mà cách đây 2 năm đó Thuần làm một cái video đó chính là cái video 4:68 hướng dẫn cài đặt và sử dụng Ledger Nano X. Tuy là bây giờ đã có một số cái sự thay đổi nhưng mà tôi nghĩ video này vẫn sẽ giúp đỡ được cho nhiều bạn tại vì phần lớn các bước đó, những thao tác nó cũng tương tự như nhau mà thôi và cũng có rất nhiều bạn hỏi thường là ví này có lưu trữ được hay không, ví kia có lưu trữ được hay là không và thường thường hay chia sẻ với các bạn đó là Thuận vẫn có lòng tin cao hơn khi mà lưu trữ ví lạnh và thật ra những ví nào mà các bạn có lòng tin và có thể tự lưu trữ khóa cá nhân được đó, thì đó cũng là một cái ví mà các bạn có thể lưu trữ tiền bạc của mình trong đó còn về ví này được hay không ví kia được hay không như bạn hỏi thuận là ví trust được hay không hay là ví kia được hay không đó thì trên thị trường crypto đó, có rất nhiều ví luôn các bạn tôi không thể nào mà biết hết hay là sử dụng hết được cho nên các bạn thông cảm thôi chỉ có thể chia sẻ trong cái phạm vi kinh nghiệm của mình mà thôi rồi chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói tới những thông tin nổi bật liên quan đến thị trường crypto đi tại vì chúng ta thấy là có rất nhiều những cái thông tin mới liên quan đến sự kiện của FTX vẫn là cái sự kiện mà được mọi người quan tâm đến nhiều nhất trong thị trường này cùng với lại cái sự kiện của crypto.com và đầu tiên hết á, chúng ta đã có cái thông báo đến từ Solana Foundation rồi và Solana Foundation là cái đơn vị mà phát triển mạng lưới Solana mà nhiều bạn biết đó Thì họ mới đầu đưa ra một cái blog post ngày 9 tháng 11 Rồi sau đó họ đã update ngày hôm qua Là bây giờ đó họ đã chia sẻ rõ ràng hơn Là họ có những cái thiệt hại về tài chính như thế nào trong cái sự kiện FTX này Tại vì rất nhiều tin đồn hiện bây giờ Nhiều người nói là Solana đó thì lưu trữ cái ngân sách của họ đó Cái số lượng đồng xu của họ trên sàn FTX Thì sự thật đó không phải là như vậy Nhưng mà họ cũng có nhiều cái thiệt hại trong sự kiện này Đầu tiên hết họ chia sẻ là Solana Foundation có khoảng chừng là 1 triệu đô la tiền mặt ở trên sàn FTX.com Tuy là con số 1 triệu nó nghe là nhiều nhưng mà thật ra đối với Solana Foundation họ nói là tính tới cái thời điểm là ngày 6 tháng 11 đó thì 1 triệu đô la này chỉ là khoảng chừng 1 cái số tiền mặt mà Solar Foundation có mà thôi, có nghĩa là họ nói là họ có tiền mặt hay là những tài sản tương đương tiền mặt đó họ có khoảng chừng là 100 triệu thì một triệu này đó trên sàn FTX đó, thì chỉ là một phần trăm mà thôi chứ không phải là nhiều lắm nhưng mà một triệu vẫn là một triệu đó các bạn con số này thực sự là cũng không phải nhỏ tuy họ nói là một phần trăm mà thôi nhưng mà cái số tiền quy ra thì cũng không có ít đâu nhưng mà ngoại trừ một triệu này ra đó thì họ cũng chia sẻ là họ cũng có 3,24 triệu cổ phần của sàn FTX cái này là cái mà thường khó hiểu hơn Tại vì thật ra sàn FTX không phải là một cái sàn Mà ở trên sàn chứng khoán Cho nên chúng ta không biết được là 3,24 triệu cổ phần FTX này đáng giá là bao nhiêu Và bây giờ với công ty FTX đang khai bảo hộ phá sản Thì cái giá tiền của cái cổ phần này đó có thể là giảm rất là nhiều Chúng ta không thể nào biết được là cái thiệt hại là lớn cơ nào Hay là không đáng kể Chúng ta chỉ biết là họ liệt kê là có 3,24 triệu cổ phần của FTX mà thôi Cái đó đó thì họ có liệt kê tổng cộng là họ có 3,43 triệu token FTT à, Và cái số lượng này đó lưu trữ ở trên sàn FTX Và đáng tiếc là sàn FTX đã ngưng không cho họ rút tiền rồi Thì cái số lượng... 3,44 triệu token FTT này đó Đừng nói đến là chúng ta có thể lấy ra hay là không hay là lấy được bao nhiêu Chúng ta chỉ tính tới cái sự kiện này đó đã làm tổn thất bao nhiêu rồi Nếu như chúng ta tính là cách đây khoảng một tuần đó thì 3,43 triệu token FTT đã đáng giá là khoảng 22 đô đi Thì cách đây một tuần tổng tài sản FTT đó mà Solana Foundation có là khoảng 75,46 triệu đô la đó các bạn Tính tới ngày hôm nay đó chúng ta lấy giá là 2 đô đi Thì 3,43 triệu token FTT này đó ở mức là 2 đô chỉ đáng giá có 6,86 triệu USD mà thôi đã giảm đi khoảng chừng là các bạn thấy là 90% tài sản rồi. Tại vì sao? Tại vì đồng FTT đã xuống giá 90% trong thời gian rất là ngắn và đương nhiên con số là 6,86 triệu đô la này đó đồng FTX bao nhiêu sẽ được à, hoàn trả trở lại thì chúng ta phải chờ to mà thôi. Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được là tài sản của FTX tổng cộng là bao nhiêu và họ đang nợ bao nhiêu. Đó là điều mà nhiều người đang mong chờ hiện tại. cái đó, đó thì họ cũng liệt kê là họ có 134,54 triệu token SIm nghĩa là token Serum đó các bạn. Thì cái token này đã cũng lưu trữ trên sàn FTX.com và đương nhiên cũng không thể rút ra được. Nhưng mà cũng giống như là FTT chúng ta thấy được là cái token serum này hôm nay tăng 17% nhưng mà thật ra chúng ta nhìn vào trong vòng một tuần qua đó thì cái sự kiện sàn FTX cũng ảnh hưởng rất là lớn các bạn thấy được trong vòng một tuần thôi thì thu này đã giảm khoảng chừng là 60% rồi. Cách đi một tuần đó thì các bạn có thể thấy là cái con số là 134 triệu token với cái giá là khoảng 0.56 đô la đó nghĩa là 56 cent cái này một tuần khi mà các bạn thấy được là cái mức giá cái một tuần là cỡ đó. Thì cái số lượng token này đó ước tính thì khoảng chừng là 75,8 triệu đô la đó các bạn. Nhưng mà ở cái mức giá hiện tại đó là khoảng chừng là 0.3 đô la nghĩa là khoảng chừng là 3 30 cent thì các bạn thấy được cái số token này đánh giá khoảng chừng là 40,3 triệu mà thôi. À, nhưng mà một lần nữa đó cái số lượng này đã bị lock lại rồi, các bạn thấy được là không có thể rút ra được tại vì sàn FTX đâu có cho rút đâu, cho nên họ có thể lấy được bao nhiêu chúng ta cũng không có biết. Thì chỉ tính sơ sơ thôi các bạn thấy được là cái thiệt hại đó cũng không có nhỏ đâu các bạn. Bên dưới này đó họ cũng đã liệt kê là trong dòng thời gian mấy năm qua họ cũng làm ăn với lại FTX và Alameda và Solar Foundation cũng đã từng bán rất là nhiều token show cho FTX và Alameda nhưng mà có một cái đợt bán đó, họ có ghi chú đây đó các bạn thì là có cái hình ngôi sao này là cái đợt bán này là vào tháng 5 năm 2021 thì ngày 17 tháng 5 đó họ có bán cho Alameda là Tổng cộng là 61.853 Token Show Nếu như mà tính cái giá mà lúc mà họ bán đó Ở mức đó là khoảng 49 đô cho một Token Show Thì đáng giá khoảng chừng là 3 triệu đô la đó các bạn Và khi mà họ để cái di chú này đó Họ để là Not Yet Saddle Có nghĩa là vẫn chưa thanh toán xong Thường không biết là vẫn chưa thanh toán xong Có nghĩa là đã thanh toán một phần rồi Còn phần còn lại chưa thanh toán Hay là vẫn chưa thanh toán phần nào của cái đợt bán này hết mà các bạn thấy là cách đây cũng đã hơn một năm rồi và bên dưới này họ cũng để rất rõ đó là bây giờ đó FTX đã khai bảo hộ phá sản chapter 11 cho nên à, về việc là FTX Sammy đã có trả số tiền còn lại hay không nên thì họ vẫn chưa biết hiện tại và đây đó là tất cả những cái thiệt hại mà họ đã liệt kê ra như thường đã chia sẻ đó tính sơ sơ như là thường vừa chia sẻ với các bạn thì cái thiệt hại cũng không hề nhỏ đâu nhưng mà về cái sự ảnh hưởng đến hoạt động của cái foundation này đó thì thường không có rõ đâu các bạn thôi chỉ chia sẻ với các bạn là đây là những cái thông tin được chia sẻ trực tiếp bởi uh, Solana Foundation còn cái con số điện hại này đó có ảnh hưởng đến hoạt động lâu dài của họ hay không thì chỉ có họ mới biết mà thôi Và nhưng mà nào mà là fan của Solana đã có thể comment ở bên dưới xem coi là với cái sự điện hại này đó thì cái Foundation này có còn có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ hay không cái số tiền mà họ có có phải rất nhiều cho nên họ có thể là vượt qua được hay không thì uh, đối với những nào mà lưu trữ như đồng xu thì thường cũng hy vọng là họ có thể là vượt qua được nhưng mà đây là những cái thông tin mới nhất mà thường có thể chia sẻ với các bạn ít ra chúng ta biết được một điều đó chính là cái tin tin liên quan tới là solana foundation giữ rất là nhiều show token ở trên ftx.com đó thì uh, bây giờ solana foundation nói là không có chuyện đó họ chỉ là bị thiệt hại vì họ để một số những token khác ở trên FTX.com mà thôi và họ có một số tiền là chưa được thanh toán bởi FTX cùng với lại mất đi khoảng chưa một triệu đô la tiền mặt. Đó là về phần của Solana. Các bạn thấy được chúng ta cũng có một cái thông tin kế tiếp liên quan đến Crypto.com. Đây vẫn là một thông tin rất là nóng luôn. Nhưng mà nào mà theo dõi kênh ngày hôm qua cô đã biết là chuyện gì xảy ra với lại cái tin đồn về Crypto.com À, với cái số lượng tiền mà họ gửi cho cái io nhưng mà nào mà chưa xem đó hãy xem video ngày hôm qua để hiểu rõ hơn nhưng mà cái sự kiện này đó hoàn toàn không có kết thúc luôn các bạn thấy được là ở trên uh, twitter đó thì ceo của crypto com đó chính là chris mazalek thì đã lên trên Twitter, lên trên YouTube uh, có cái cuộc uh, nói chuyện trực tiếp cũng như là đã lên trên uh, đài CMC để mà phỏng vấn và tất cả đó thì uh, điều đều cùng một thông điệp đó chính là những tin đồn đó đó là không đúng sự thật đúng đó là có một cái số tiền gửi cho sàn chơi io nhưng mà đó là gửi lộn mình thôi họ đã lấy trở lại rồi và sàn crypto.com đó thì hoàn toàn có đủ khả năng để mà trả cho những người mà muốn tới rút tiền và CEO của Crypto.com cũng đã nói là cái số lượng người chờ rút tiền đã giảm xuống 98% trong vòng 24 giờ qua rồi có nghĩa là Chris nói là Crypto.com đã cho người ta rút tiền và rút tiền liên tục luôn ngày hôm qua thì có một số đợt làm cho nhiều người lo lắng khi mà họ rút tiền ở Crypto.com từ hôm qua tới bây giờ thì có thể là comment bên dưới xem coi có đúng hay là không và hiện bây giờ thì những ai muốn rút thì Chris nói là phần lớn đã có thể rút rồi và chỉ còn có hai phần trăm là đang xử lý hiện bây giờ mà thôi và crypto.com nó không có gặp vấn đề liên quan tới thanh khoản nhưng mà đó Chris cũng đã nói là bây giờ có nói gì cũng vô dụng mà thôi rất là rõ ràng rồi tại vì ở những cái sự kiện gần đây liên quan tới cái tây vài tháng đó, crypto.com cũng đã cắt giảm nhân viên cùng với lại những cái tin đồn hiện tại đã khiến cho nhiều người lo lắng hơn. Cho nên ngay cả Chris uh, thì cũng đã xác nhận là cho dù là nói gì đi nữa đó, bây giờ mọi người đang quá nhạy cảm. Cho nên crypto.com không hề nói gì hơn là dùng hành động của mình để chứng minh những ai muốn tới rút tiền đó, thì có thể rút và bây giờ đó, đó vẫn còn là sự thật. Và đương nhiên rất nhiều người đã đến Crypto.com rút tiền trong vòng mấy ngày qua rồi các bạn Và về cái sự kiện Crypto.com nên thường đã chia sẻ với các bạn Họ có tiền để trả cho mọi người hay không hay là họ thực sự gặp vấn đề liên quan thanh khoản đó thì chỉ có họ mới biết mà thôi thì bây giờ đó thì không chỉ riêng là Crypto.com mà thường đã chia sẻ với các bạn là bản thân Thuận đã từ lâu rút tiền từ những nền tảng này về rồi Và các bạn nào mà chưa có rút đó thì có thể là suy nghĩ tại vì các bạn thấy được là trong vòng thời gian mấy tháng qua đó chúng ta gặp rất là nhiều những cái sự cố và trước khi mà có sự cố đó thì mọi người đều nói là mọi sự việc đều ổn Các bạn thấy được Celsius cũng nói như vậy Chúng ta thấy được là Voyager cũng nói như vậy 3AC cũng nói như vậy FTX cũng nói như vậy Và thậm chí chỉ mới cái tên 2 ngày thôi Thì BlockFi cũng nói như vậy Cho đến khi mà FTX khai phá sản Thì BlockFi nói là bây giờ ngưng không được rút tiền Cho nên có thể là sự kiện thay đổi rất là nhanh luôn Các bạn sẽ không trở tay kịp đâu Đó là cái chia sẻ cá nhân của Thuận mà thôi Tôi biết là rất nhiều bạn yêu thích đồng CEO hay là Crypto.com Thuận không có nói là sàn này gặp vấn đề Thuận chỉ nói là về phương diện quản lý rủi ro đó thì đối với Thuận bây giờ Thuận ưu tiên tự dự crypto hơn cho đến khi nào mà mọi sự việc nó rõ ràng hơn Và cũng có à, những cái câu hỏi liên quan tới là sau khi mà Crypto.com đó chia sẻ là đang lưu trữ những tài sản nào của sàn đó thì các bạn thấy được là có nhiều người nói là trên sàn đó thì lưu trữ khoảng chừng là 30,78% là BTC À, chúng ta thấy được là cái đồng lớn thứ nhì trên màn hình là đồng nào đó chính là ship shiba inu tới 19,68% lần thì mới đầu có rất nhiều những cái câu hỏi là tại sao mà trong cái số lượng tài sản được liệt kê của crypto.com họ lại lưu trữ nhiều shiba inu vậy? Một trong những đồng mà có cái sự lên xuống giá cạn rất là đáng kể thì có đáng tin cậy để mà lưu trữ trong cái ngân khố công ty hay không? Thì hôm qua đó Chris cũng đã chia sẻ ở trên YouTube đó là đây là tài sản của người dùng cho nên khi mà chúng ta thấy là có khoảng chừng 20% token tài sản của sàn đó là nằm ở trong hệ thống ship thì đó không có nghĩa là Crypto.com tự lưu trữ Shiba Inu làm tài sản mà đó là phản ảnh cho những người mà sử dụng Crypto.com đó đó là tài sản của khách hàng chỉ là có nhiều khách hàng lưu trữ Shiba Inu ở trên Crypto.com mà thôi đó là lời chia sẻ đến từ CEO và những thông tin mới nhất về cái sự kiện này chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới FTX thì những thông tin mới nhất từ cái sự việc là FTX đã khai bảo hộ phá sản thì như thế nào? thì các bạn thấy được là cái tinh thần có thể là tệ hơn là nhiều người nghĩ. trước đây đó thì uh, người ta nghĩ là cái số lượng chủ nợ của sàn FTX đó là khoảng 100.000 người mà thôi. nhưng mà bây giờ đó giấy tờ đã rõ hơn là cái số lượng chủ nợ đã lên tới là hơn một triệu người luôn các bạn. có thể là một triệu công ty hay là một triệu đơn vị là đang là chủ nợ của sàn FTX trong cái đợt mà khai bảo hộ phá sản này. con số là hơn gấp 10 lần luôn. Và theo luật đó, thì uh, thuận hiểu đây đó là những luật sư của sàn FTX, FTX US và Alameda Research đó, thì theo luật, thì họ cần phải giao ra giấy tờ của 20 người chủ nợ lớn nhất để mà công bố cho tòa án và mọi người biết. Thì uh, đó cũng là tại sao chúng ta biết được uh, trước đây đó, khi mà chúng ta thấy những cái đợt mà khai bảo hộ phá sản, chúng ta biết là những ai uh, dính vào Celsius hay là Voyager tại vì uh, lúc đó thì phải thông báo là người nào là chủ nợ lớn nhất. Nhưng mà vì lý do là cả ba cái công ty này đó đều uh, liên quan mật thiết với nhau, cho nên bây giờ những luật sư của cả ba công ty này đó thì họ lên tiếng nói là thay vì là mỗi công ty thì đưa ra danh sách chủ nợ riêng biệt, mỗi công ty là 20 chủ nợ thì họ sẽ đưa ra một danh sách có tổng cộng là 50 chủ nợ. Lý do đó là tại vì uh, một chủ nợ có thể là vừa là chủ nợ của FTX, vừa là chủ nợ của Alameda, cho nên nếu đưa như vậy đó thì cái số lượng Chủ nợ nó sẽ không chính xác. Thì bây giờ đó, tòa án vẫn chưa có duyệt. Nhưng mà theo uh, thuận hiểu đó, thì nếu như mà chấp nhận đó, thứ sáu tuần này, chúng ta sẽ có cái danh sách liên quan tới 50 chủ nợ lớn nhất của cái sự kiện này. Đó là những công ty nào mà thiệt hại bao nhiêu. Và tôi nghĩ là nhiều người đang trông chờ cái list đó. Bây giờ ai cũng nói là không liên quan. Các bạn thấy được là từ Coinbase đến KuCoin cho đến uh, Bybit đến Kraken đến Gemini ai ai đó cũng phủ nhận nói là không có liên quan gì đến FTX hay là có liên quan này nữa đó thì thiệt hại khoảng chừng là 5 triệu 10 triệu mà thôi chứ không có nhiều nhưng mà khi mà có cái danh sách thật sự thì chúng ta mới biết được là những ai đang nói dối và những công ty nào thật sự là đang gặp vấn đề rất lớn tại vì họ là chủ nợ của FTX. Thường sẽ chia sẻ thông tin đó với các bạn khi mà chúng ta có thêm thông tin. Và chúng ta cũng nhận được thêm một cái thông tin đến từ Kevin O'Leary. Các bạn cũng đã biết là Kevin là một trong những shark của Shark Tank ở Hoa Kỳ và cũng là một trong những người mà đầu tư trực tiếp vào sàn FTX và cũng là một trong những người mà đã làm đại sứ cho thương hiệu FTX thì bây giờ đó Kevin lại chia sẻ là thật ra đó cách cái thời điểm mà sàn FTX khai bảo hộ phá sản đó cách đó vài ngày thì Kevin cũng đã gọi điện thoại và nói chuyện trực tiếp với lại Sam Sam Bankman Free của FTX thời điểm đó thì Kevin nói là bây giờ Sam hãy nói cho rõ đi bây giờ đó là cần bao nhiêu tiền và tình hình công ty như thế nào thì lúc đó đó Kevin nói là Sam chia sẻ với Kevin Larry là cần khoảng chừng là 8 tỷ đô la đó các bạn đây đó là một con số không hề nhỏ đâu và cũng là con số mà được chia sẻ rất nhiều ở trên những cái bài báo thì ít nhiều gì chúng ta cũng biết là có khả năng rất cao là thật sự là FTX nợ tới 8 tỷ đô la lộ hỏng lớn như vậy thì Camilleri nói đó là Camilleri biết có một số những cái quỹ lớn trong và ngoài nước đó Thì họ cũng có hứng thú để mà tham gia vào thị trường crypto Nhất là có hứng thú với lại cái thương hiệu FTX Tại vì thời điểm đó nó không giống như bây giờ đó các bạn Bây giờ thương hiệu FTX cũng không còn đáng giá bao nhiêu nữa Nhưng mà trước đó nó rất đáng giá với lại nhiều người thì Kevin nói là có thể kết nối và họ đã hoàn toàn có thể châm vào vốn và cung cấp tính thanh thoảng thì với cái lỗ hỏng là 8 tỷ đó thì Kevin ước tính là chỉ cần khoảng chừng 3,5 đến 4 tỷ thôi là có thể giải quyết được cái sự việc liên quan đến thanh thoảng rồi nhưng mà đó, trước khi mà Kevin có thể là kết nối và có thể cứu được FTX đó, thì đáng tiếc là chúng ta nghe nói tới cái thông báo đến từ Chủ tịch Gary Gensler của SEC và Chủ tịch James Johnson nói đó là trong cái sự kiện FTX này đó sẽ phải có người chịu trách nhiệm về pháp lý và điều này đó làm cho những nhà đầu tư họ lo sợ và bỏ chạy họ có thể là có tiền cung cấp để mà cứu cái thương hiệu FTX và đương nhiên họ đưa tiền thì phải lấy cổ phần công ty rồi nhưng mà cái mà họ không chấp nhận đó chính là cái okay, rắc rối liên quan tới pháp lý cái này cũng tương tự như là chúng ta nói tới uh, sàn Binance cho dù là sàn Binance uh, khi mà thẩm định công ty FTX uh, thì có thể là sàn Binance chấp nhận mua đi nhưng mà họ cũng sẽ rất là lo lắng về cái phương diện pháp lý tại vì đúng là khi các bạn mua lại một công ty đi bây giờ Sam đã không còn là CEO nữa thì đương nhiên có CEO mới các bạn là chủ mới của công ty thì các bạn à, là người đứng đầu công ty thì người đứng trong công ty đó các bạn không phải là người mà khiến cho tất cả mọi chuyện như thế này thì về cái phương diện là các bạn có phải đối đầu tư nhân với lại pháp lý hay không có nghĩa là các bạn có phải vô tù hay không nên như là không phải rồi các bạn đâu nào chịu trách nhiệm cho những gì người khác làm nhưng mà công ty thì khác công ty đó hoàn toàn có thể là chịu trách nhiệm liên quan đến pháp lý và có thể đóng phạt và có thể là rất là phiền phức liên quan tới là đăng ký chỗ này đăng ký chỗ kia và có thể là bị kiểm soát liên tục cái đó rất là rắc rối đối với một nhà đầu tư cho nên họ không muốn dính vào và kevin nói là đáng tiếc cái người mà đứng ra lúc nào cũng nói là muốn bảo vệ những nhà đầu tư đó chính là Chủ tịch Gary Gensler cũng chính là người mà vì một câu nói đó đã khiến cho FTX không thể kiếm được vốn và đã dẫn đến là cái sự kiện ngày hôm nay. <laughs> có nghĩa là nhìn một góc cạnh nào đó đó, cái người mà khiến cho nhiều nhà đầu tư gặp trở ngại lớn nhất đó chính là Gary Gensler chứ không phải là bảo vệ những nhà đầu tư. Nhưng mà cho dù chia sẻ như nào nữa đó, đây cũng là thông tin quá khứ rồi các bạn cũng đã quá muộn rồi. Và cũng có nhiều người đã chia sẻ những tấm hình cái đây khoảng chừng là 2 tuần thì những tấm hình này đã cho thấy được là Sam đang ở những cái nước ở bên uh, United Arab Emirates. Á. Thì uh, tức có khả năng là hai câu chuyện này liên quan đến nhau. Có thể là Kevin đã đưa danh sách một số nhân vật mà muốn đầu tư số lượng lớn vào để mà QFDX. Thì Sam qua đó để mà gặp những nhân vật này. Nhưng mà cuối cùng uh, thì cũng đã quá trễ rồi các bạn. <laughs> Yo, yo, I'm like an addict. Do I got to have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. got